Xin chào mọi người. Sau khi đi tham quan các di tích ở trong thành phố Huế thì video này tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan Lăng Gia Long. Đây là lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra triều Nguyễn. Hiện tại thì nó thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách kinh thành Huế khoảng chừng 30 km về phía nam. Lăng Gia Long là lăng tẩm nằm khá xa so với thành phố Huế và khó đi nhất trong các khu lăng tẩm khác. Để đi đến Lăng Gia Long thì chúng ta có thể chọn hai con đường. Con đường thứ nhất mà tôi đang đi nằm gần khu vực của chùa Sơn Băng, sau đó đi qua cầu Phao có thu phí khoảng 5.000 đồng, rồi chúng ta mới men theo sông Tá Trạch để đi tiếp. Nhìn chung thì trục đường này khá là khó đi, không phù hợp lắm với xe ô tô hoặc là xe khách. Để dễ đi hơn thì mọi người có thể chọn trục đường quốc lộ 1A, quốc lộ 49, cầu Hữu Trạch, sau đó hỏi người dân đường đi đến lăng, vì khu vực này khá là hoang sơ, như vậy thì có thể dễ dàng hơn cho việc tham quan. Lăng Gia Long hay còn gọi là Thiên Thọ Lăng, trong đó trung tâm là Lăng Gia Long và người vợ cả của ông. Gần đó ở bên phải là Lăng Thiên Thọ Hữu, là nơi an táng của một người vợ thứ hai vua Gia Long. Địa danh này trong thực tế là một quần thể gồm nhiều lăng tẩm của hoàng thân quốc thích dòng họ Nguyễn, bao gồm là các lăng của mẹ, chị ruột, vua Gia Long cùng với vài người vợ của chúa Nguyễn từ thời trước. Về tổng quan thì khu lăng mộ này có khung cảnh có thể nói là đẹp nhất trong các khu lăng tẩm của nhà Nguyễn, với hình ảnh như đồng cỏ, đồi thông, hồ sen, đồi núi bao quanh. Tất cả tạo nên một không khí yên bình, thư thái cho mọi người khi đến đây. Ở thời điểm tôi đi thì nơi này chưa được tập trung khai thác du lịch nhiều nên không thu vé. Ngoài ra thì cũng không tổ chức giữ xe cho khách tham quan, nên tôi đành phải tìm một góc khuất để đổ xe, tránh sự dòm ngó của kẻ gian. Với một vị trí đẹp như tranh vẽ, Lăng Gia Long gồm 3 khu vực chính, lần lượt là nhà bia đình, khu lăng tẩm của vua cùng với hoàng hậu và điện Minh Thành. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tham quan nhà bia đình, rồi sau đó mới đi sang khu lăng mộ. Bia đình là nơi đặt một tấm bia đá ghi bài văn Thánh Đức Thần Công của vua Minh Mạng, ca ngợi vua Gia Long những công lao đóng góp xây dựng đất nước, chấn hưng nhà Nguyễn. Đôi nét về thân thế và sự nghiệp của vua Gia Long, ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, thường gọi tắt là Nguyễn Ánh, sinh năm 1762, mất năm 1820. Ông là vị vua sáng lập ra nhà Nguyễn. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời vào năm 1820. Nguyễn Ánh là tông thất của chúa Nguyễn thời Trịnh Nguyễn phân tranh, là cháu nội của Nguyễn Phúc Khoát vì chúa Nguyễn áp chót ở Đàng Trong. Sau khi gia tộc chúa Nguyễn bị Tây Sơn lật đổ vào năm 1777, Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc nội chiến với nhà Tây Sơn để khôi phục ngôi vị. Để thực hiện việc lớn thì ông phải cầu viện Pháp, Simla và cả nhà Thanh của Trung Quốc, dùng nhiều cách để đánh nhà Tây Sơn. Chính vì việc dẫn ngoại bang vào đất nước mà ông bị hậu thế sau này lên án. Nguyễn Ánh phải chịu nhiều thất bại trước nhà Tây Sơn, tuy nhiên thì vua Quang Trung mất sớm nên nhà Tây Sơn suy yếu. Tận dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh lật ngược thế cờ và giành chiến thắng. Đến năm 1802 thì ông lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn, chấm dứt nội chiến của nước Việt và cũng kể từ đây thì nước ta mới bắt đầu sử dụng danh xưng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ánh đối với đất nước vừa có công vừa có tội, tuy nhiên thì khó mà bàn luận chính xác và còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người, nên tôi sẽ không nói kỹ tại đây. Công cuộc thống nhất đất nước của Nguyễn Ánh gắn liền với người vợ cả Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, luôn bên cạnh ông Thổ Hàn Vi, cơ cực nhất. Bởi vậy mà khu lăng tẩm này được xây dựng theo hình thức song tán, đặt liền kề như chúng ta đang thấy. Ngoài ra thì gần đó có điện Minh Thành là nơi thờ hai người cùng với trưng bày một số vật dụng của vua dùng lúc còn sống. Tương truyền rằng vợ cả của vua, bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, tên thật là Tổng Phúc Thị Lan, bà là người đoan chính, xinh đẹp, hiền từ. Khi còn trẻ đã được vua Gia Long đích thân đem lễ vật đến hỏi cưới bà. Bà là vị hoàng hậu đầu tiên của triều Nguyễn, từng lên nên theo vua Gia Long lúc gian khó nguy khốn, kể cả là trên chiến trường, luôn một lòng một dạ đi theo ông. Sau này thì vua Gia Long lên ngôi, rất trân trọng bà, nguyện bên bà kể cả là sau khi mất, như minh chứng cho tình cảm thủy chung sắc son và cảm kích vì vai trò to lớn của bà trong cuộc đời của ông. Sau khi tham quan khu lăng mộ của vua Gia Long thì chúng ta sẽ tiếp tục đi sang khu vực của Lăng Thiên Thọ Hữu và Điện Gia Thành. Đây là nơi an nghỉ của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Trang, phi tần của vua Gia Long, mẹ ruột vua Minh Mạng, bà nội của vua Thiệu Trị. Bà cùng với Thừa Thiên Cao Hoàng hậu là hai người vợ gắn bó với vua Gia Long Thở Hạng Vi lập nghiệp. Ngoài ra thì bà là người sinh ra hoặc nuôi dưỡng các vị vua kế nhiệm, bao gồm là con bà vua Minh Mạng và cháu bà là vua Thiệu Trị. Bởi vậy mà bà có một vị thế khá quan trọng trong hoàng tộc nhà Nguyễn,
được con cháu tôn thờ xây dựng lăng thẩm riêng cho mình. Từ thở Nguyễn Ánh còn chưa lên ngôi hoàng đế, bà được cho theo hầu cận mẹ Nguyễn Ánh, sau thì được phong là Tả Cung Tần, còn gọi là Nhị Phi, tức là vợ thứ hai của Nguyễn Ánh, sau bà thừa Thiên Cao Hoàng hậu. Tương truyền rằng, trong khi còn nội chiến với nhà Tây Sơn, thì bà cùng với người vợ cả theo Nguyễn Ánh bôn ba tìm cách khôi phục sự nghiệp. Lúc đó thì người vợ cả sinh cho Nguyễn Ánh hai người con trai, nhưng họ đã đều mất sớm trong cơn biến loạn và bệnh tật. Còn về phần bà thì cầu mong trời đất thương tình cho mình có con lúc vận thế đất nước đã thái bình. Sau này thì bà sinh được 4 người con, trong đó có Nguyễn Phúc Đảm, chính là vua Minh Mạng sau này. Chỉ từ năm 1806 thì vua Gia Long cho người vợ cả làm hoàng hậu và đưa thái tử Đảm vào hầu hạ an ủi nỗi đau mất con cho vợ và được bà coi như con ruột, hết mực yêu thương. Còn về phần mẹ ruột của thái tử Đảm thì được giữ chức vị phi tần cao nhất hầu hạ việc hậu cung cho hoàng hậu. Bà mất sau cơn bạo bệnh, hưởng thọ 79 tuổi, vua Thiệu Trị đã an táng bà ở vị trí lăng Thiên Thọ Hữu bây giờ. Nhưng hiện tại thì nó đã xuống cấp nghiêm trọng và đóng cửa, chỉ còn lại một phần điện Gia Thành, thờ tự Nhan Khói Bà. Như vậy thì chúng ta đã đi tham quan được lăng Gia Long, nơi an táng của vị vua đầu tiên trong nhà Nguyễn, và hiểu sơ lược về thân thế, cuộc đời của ông cùng với hai người vợ. Cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên bấm thích, nhấn đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.